nó xịt 200 lít thùng rồi nha, 220. 200 thôi. Tầm cỡ tới đây nè. 200 thôi, 200 thôi. Nè Nhân. Vị trí nè, làm nó tới đây nè, hiểu không? Bơm nước vô tới đó đó. Bơm nước vô tới đó thôi. Khoan khoan từ từ, thấy quay cái mặt chai ra. Rồi, bóp. Rồi con múc một thùng nước đổ vô đây. Bung cái đó ra đi. Cho nước vô trước. Đổ vô thùng à. Kỹ kỹ nó để phải ấy không á. Rồi đổ vô thùng một à. Rồi dội cái đi rồi hả cho nó thuốc vô. Rồi con lại con quấn ống đây. Quấn mà chưa gỡ mà. Cãi hoài cha gỡ cha thứ rồi mà cứ cãi cha không à. Cha nói gì theo công hay là cãi cha. Chuyện cha làm cha biết. Con có làm con bé. Á chặn không. Vậy. Chân không chuyện nữa không. Tôi thấy cái lò thuốc này mà không nói chuyện là ông đưa lên là đổ má thu ok cái này còn tạo đỏ nào không đỏ xì đỏ tủ đỏ metro metro mino tubin tubin lorin là tôi kiểu đó hay tạo đỏ đâu. Cho mọi nước chưa? Chưa. Phun phủ tán chứ. Phun phủ ướt. Ừ, phủ ướt tán nha. Chứ đừng cái này phun trong tán nó không mất. Lên mất con rồi thôi rồi. Để mẹ chèo đi đi lân ba chèo nó vượt quá thì vượt. Đâu có đâu có, cứ đẩy về đi, nhiều nào muốn cuốn mất con rồi mình cũng được cái trời ơi tôi biết chứ. Đâu phải không biết. Mà coi như là nó cuốn mất con rồi đó, là nó cắt mấy cái này nè. Cắt mấy này. Bỏ hết mấy cái chèo đó, thấy chèo vượt quá trời luôn. Gà chỗ đó đó. Hả? Gà chỗ đó đó. Ờ, thì bởi vậy bây giờ đốc cắt được. Bảy xong à. Cắt sức dở đó. Cắt sớm gà sớm. Không được. Không. Không biết nó vậy chết tôi à. Bố kỹ sư xuống dạy cắt chèo ra bông khỏi cần làm gì chứ. Quá nổi tiếng khu vực luôn. Đúng rồi, xử lý chèo hết. Ừ, đúng, đúng, đúng. Đi giao thuốc, sáng nó còn đi giao thuốc nữa. Mỗi thằng chuyên cánh đi cho rồi chứ. Tới trưa nó mới lên, chắc cỡ tầm 11 giờ hơn nó mới lên tới à. Em cũng nói là để tao phun thuốc xong.